Có tên gọi Volton US 18, đây là tua bin gió nổi đầu tiên ở khu vực Bắc Mỹ. Do Đại học Maine phát triển, tua bin này chỉ là nguyên mẫu của một dự án lớn hơn, hiện vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và sẽ đưa vào khai thác trong tương lai. Tua bin này chỉ có kích thước bằng 1/8 so với tua bin có công suất 6 MW mà chúng tôi đang tiếp tục phát triển. Tua bin phía sau lưng tôi có thể cung cấp năng lượng cho 2 gia đình. Chúng tôi đang dùng mô hình này để nghiên cứu và ứng dụng vào dự án đang thực hiện. Tua bin gió nổi được cố định ở nơi có độ sâu vượt quá 50 mét và dồi dào lượng gió mà trước kia không thể tiếp cận được. Đế của tua bin sẽ được neo giữ bởi 4 hàng dây. Hai trong số đó được kết nối với cột neo để gia cố tua bin nhằm tăng độ bền và giảm bớt sự dịch chuyển. Khi gió đổi hướng và thay đổi áp lực lên tua bin và đế tua bin, các máy bơm sẽ huy động luân phiên nguồn nước dàn giữa các khoang đế nhằm cố định tua bin. Giám đốc dự án ông Habib Dager cho biết, khi hoàn thành dự án có thể sản xuất đủ năng lượng cho hơn 3.000 hộ gia đình. Chúng tôi đang phát triển tua bin công suất 6 MW trên đế nổi và chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thiết kế, chúng tôi sẽ có thể tạo ra một tua bin mới với công suất lớn hơn thế nữa. Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2020 có thể khánh thành nhà máy tua bin gió nổi lớn nhất nước Mỹ và cả trên toàn cầu. Cũng theo ông Habib, vùng biển sâu chính là mặt trận năng lượng lớn tiếp theo mà thế giới hướng tới. Công nghệ tua bin gió ở vùng biển sâu cho phép con người khai thác sức gió mạnh hơn, ổn định hơn, nhằm mang lại nguồn năng lượng bền vững. Tuy nhiên, muốn tạo được bước đột phá thực sự trong lĩnh vực này, các nhà sản xuất tua bin gió nổi cần phải chấp nhận đầu tư lớn để xây dựng những chân đế vững chắc, nhất là chi phí cho khâu lắp đặt vận chuyển nhằm cố định tua bin ở các vùng biển sâu.